Dương à, đừng lo nghĩ nhiều. Chuyện dân báo vật cần phải có thời gian. Phu nhân, tiểu thư của tiểu thư thấy trong người không khỏe, nó không tiện ra đây. Quan Nhi à, con nghỉ một lát đi để dì coi thế nào. Dương à, vậy Ngô Quang xin cáo từ. Không, Quang Nhi, con theo Dương vào nhà nói chuyện. Dạ. Đi. Trinh Nhi à, con làm sao vậy hả? Nói cho con biết chuyện vui này. Ngô Quang, biểu ca con, khoa này đã thi đỗ tiến sĩ, đích thân đến nhà xin hỏi cưới con. Con không vui sao? Biểu ca con tài mạo xuất chúng, được cho là kỳ tài. Lần này đúng với nguyện vọng của con rồi. Hả? Mẹ, suốt đời này con không xuất giá. Không được. Hứa gả cho biểu ca là ý của mẹ và cha con. Hãy mau chạy chuốt ra bái kiến biểu ca đi. Phu nhân, tiểu thư vừa rồi tiểu thư đã ói máu. Hả? Tiểu thư Quang Nhi à, trước mặt hoàng thượng, vừa nhất định nói tốt cho con. Hả? Nói sao đi nữa, khoa này con cũng đã thi đỗ rồi. Do đó trong lòng vừa cũng nghĩ. Lão gia. Hả? Trình Nhi không đồng ý. Cái gì? Thật là quá đáng. Chuyện này không do nó làm chủ. Là phụ đó sao là vậy? Quang Nhi à, yeah. Con mau trở về nói với lệnh đường, ngày mốt đem Kiều Hoa đến nghinh thân đi. Nhạc phụ đại nhân tại thượng, xin nhờ một lại của tiểu tế. Được rồi, đứng lên, hãy mau về chuẩn bị đi. Vậy tiểu tế cáo từ. Được rồi. Trinh Nhi này. Thúy Liên, đời người được một tri kỷ đã đủ rồi. Tấn ca, tuy bây giờ huynh đã thi đỗ tiến sĩ, cưới muội làm vợ, có thật là huynh không hối hận không? Sao huynh lại hối hận chứ? Huynh mừng còn không kịp nữa là. Mấy ngày qua huynh song hỷ lâm môn. Thứ nhất là có tên trên bảng vàng, thực hiện được nguyện vọng thi thố tài năng của mình. Thứ hai, huynh cưới được người mình ái mộ đã lâu làm vợ và hoàn thành tâm nguyện bao năm của huynh. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, ngoài hạng lâu gặp cam lộ, tha hương gặp cố tri, bốn chuyện vui lớn của đời người huynh chiếm được hai. Huynh nghĩ coi huynh có nên vui không? Tuy là nói vậy, nhưng mà trong lòng muội vẫn không tin lắm.
luôn cảm thấy như đang nằm mơ. Làm sao lại là mơ chứ? Thúy Liên, muội yên tâm đi, huynh sẽ là một tướng công tốt. Tướng ca, muội cả đời muội thấy mãn nguyện rồi. Thúy Liên, huynh thì không biết thầy thốt gì. Đã biết rõ sông sẽ không cạn, đá sẽ không mòn, đất sẽ không già, trời sẽ không quang du, vậy còn thầy thốt để làm gì chứ? Nhưng mà lời thề mà không thể thực hiện cũng khiến cho người ta cảm động. Nè, để đó. Dạ. Nè, dạ. Đây một chút nha, lau cho sạch nha, lau sạch nha. Dạ. Nè, phía dưới nữa, chỗ đó phải rồi, lau cho sạch đó. Dạ. Nhẹ tay chút. Ý trời, nè, nhẹ tay một chút đi, tự ước. Làm ăn kiểu gì vậy? Thật là quá đáng hết sức. Từ trước đến nay, hôn sự của con cái đều do cha mẹ làm chủ. Không lẽ cha là quan nhị phẩm trong triều mà việc này cha không thể làm chủ hay sao? Đúng vậy. Ăn cho no rồi mau chuẩn bị đi. Ngày mai phải ngoan ngoãn lên kiệu cho cha. Nếu còn vẫn chấp mê bất ngộ thì cha sẽ phạt theo gia pháp đó. Dìm con chết trong ao. Nghe rõ chưa? Hả? Lão gia, hiểu ý Hối Bao Giật đã về mà còn bắt một người ở tiền sảnh đợi lão gia xử trí. Biết rồi. Ngươi hãy mau đi chuẩn bị những chuyện cho ngày mốt tiểu thư xuất gia đi. Dạ. Lão gia. Tào đại nhân, đến các phủ châu có Hối được báu vật gì không? Bẩm đại nhân, các phủ châu chỉ than khổ, không tìm được thứ gì coi cho được, mà còn bị tên điêu dân này đánh vài nha sai bị thương. Hạ quan phải giải hắn về. Người thật to gan. Nói tiếp đi. Hôm kia hạ quan dẫn vài nha sai đến thành Giao Cát Thủy để đào một cố mộ, hắn đã dẫn đám điêu dân xông tới không cho đào. Đó là mộ tổ tiên nhà ta. Câm miệng. Người tên là gì? Ngô Bản, Ngô Gia Nam Sơn. Gan của người không nhỏ đó. Dâm khang lại thánh chỉ đánh đập nhà sai. Phen này lão phu phải đem người đại chém. Hi, ta cảm thấy nhục nhã vì các thủy có một tên cẩu quan như ngươi. Tại sao ngươi không đạo mộ tổ tiên nhà ngươi đi hả? Ngươi thật là to gan. Ngươi dám cãi lại bổn quan, bổn quan phải cho ngươi một bài học. Lão gia, lão phu nhân cho gọi. Được rồi, giải tên điêu dân này vào phòng củi đi. Lo xong phía sự ta trừng trị người. Đi, người chết không được yên đâu. Nhanh lên, người chết không được yên đâu. Tối nay nhất định phải phát hết thiệp mời, không được bỏ sót. Lão gia, phu nhân, không hay rồi, tiểu thư đi đâu mất tiêu rồi. Người đó sao? Ngươi kinh nhận thế nào vậy? Con đi sắc thuốc, nhưng khi đem thuốc vào phòng thì đã không thấy bóng dáng tiểu thư đâu hết. Trời ơi, Trinh, con nói Trinh nó bỏ đi đâu vậy? Mẹ biết là sẽ có chuyện mà. Mẹ biết mà. Lão phu nhân, mẹ đừng lo lắng mà. Đi mau. Người đâu bạn đến đây? Đi đây.
Mau đem cây gậy đến đây cho ta. Đem cây gậy đến đây cho ta. Nông ruột chết đi được. Trinh Trinh này, con thật không thể làm nổi bước lô hay sao vậy? Trời ơi,